cái danh tiếng của mình không, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta phải có một cái tầm nhìn, có một cái sự sự quản lý. Đồng thời khi mà chúng ta mở rộng cái danh mục sản phẩm ra cũng là một cách để mình làm gì, mình kiếm thêm tiền ha, mình tối đa hóa cái nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Thì các bạn thấy là cái danh mục sản phẩm của chúng ta thì một công ty của chúng ta sẽ có cái gì đó, có chiều rộng, tức là các cái line hay các cái ngành hàng ha, rồi cái chiều dài của một cái line như thế nào, và cái chiều rộng là các cái biến thể ha, các cái sản phẩm cụ thể đây nè. Các bạn thấy nè, đúng không? Cái chiều, cái product line này là cái chiều chiều rộng, cái dãy, các cái dãy ngành hàng của chúng ta đó. Trong một cái line như vậy, ví dụ như cái ngành hàng, cái line thứ nhất của chúng ta kinh doanh là ngành thực phẩm, đúng không? Ngành thực phẩm ở đây thì sẽ có những sản phẩm gì, ví dụ như là hoa quả, ví dụ như là rau, ví dụ như là thực phẩm tươi sống, ví dụ như là hàng bánh kẹo, đúng chưa? Rồi hàng bánh kẹo này nè các bạn nè, tức là cái chiều dài, đúng không? Rồi cái hàng bánh kẹo này nè, nó phát triển thành cái chiều sâu nữa, tức là bánh kẹo ở đây có bánh kẹo gì, ví dụ như là bánh ngọt, bánh mặn, bánh lạc. Xong rồi các bạn biết là nó còn có cái gì nữa các bạn, nó còn chia nhỏ hơn nữa, đó là bánh ngọt nhưng mà vị gì, vị vị cam, vị xoài, vị quýt, đúng không ạ? Xong rồi vị cam này nó còn chia nhỏ ra là gì các bạn, gói 500 gram, gói 200 gram, hoặc là trong một cái hộp. Các bạn thấy là chúng ta tạo ra cái gì các bạn, nhiều biến thể các loại sản phẩm với nhau để mà chúng ta tối đa hóa cái việc tiếp cận đến khách hàng. Tuy nhiên nếu như các bạn sau này mà các bạn gọi là làm bên lĩnh vực về marketing brand á, thì các bạn sẽ thấy được là các bạn làm bên gọi là cái lĩnh vực mà marketing, nhưng mà ở cái lĩnh vực gọi là quản lý danh mục sản phẩm á, thì thường đó là nếu như các bạn vào nghề ở một cái góc độ như thế này, thì khi mà các bạn ra trường, khi mà các bạn đi làm, thì các bạn vô phòng marketing, nó không phải là ví dụ những công ty vừa và nhỏ. Như hôm bữa dạy sale, cô có nói với các bạn, những cái công ty mà nó nhỏ quá thì nó dồn cục lại, tức là cái thứ gì các bạn cũng phải làm hết trơn á, sale cũng làm, marketing cũng làm, marketing là marketing chung luôn. Ví dụ đưa ra sản phẩm mới là tôi ngồi cái tên, là tôi nghĩ logo, tôi vẽ cho nó luôn, xong rồi là tôi vẽ cho nó xong, là tôi làm cho nó một cái thiết kế, một cái video quảng cáo luôn, tôi làm đến nó cái tờ rơi, tôi làm tất tần tật, tôi làm hết trơn trọi ha. Nhưng mà các bạn thấy là phát triển lên càng lớn thì các bạn thấy là cái danh mục sản phẩm hồi nãy như thế nào, có những tập đoàn mà cả triệu sản phẩm cơ. Vậy thì các bạn thấy là cái bộ máy quản lý mà nội cái việc mà quản lý nhãn hàng không thôi là đã rất nhiều người rồi. Thì khi mà nói thẳng vô cái vấn đề là khi các bạn bắt đầu vô cái nghề về sale và marketing ở đây đó, thì nói về danh mục sản phẩm đó, thì các bạn thường á, là khi bắt đầu vào làm á, thì các bạn làm trợ lý thôi, tức là các bạn làm ở một cái vị trí là brand SQT hoặc là assistant brand manager, tức là các bạn làm trợ lý cho mấy cái ông đó, mấy cái bà đó. Thì thường khi các bạn vào làm đó, thì các bạn sẽ được giao cho quản lý khoảng cỡ 1-2 sản phẩm thôi, chứ không phải là một ngành đâu nha. Một ngành là nó đủ lắm rồi, đó là mấy cái ông bà quản lý kia rồi đó ha. Thì sau khi mà các bạn quản lý tầm độ được 1-2 sản phẩm đó, được khoảng cỡ 2-3 năm chẳng hạn, thì có thể là các bạn sẽ được có kinh nghiệm rồi, kinh nghiệm đầy mình rồi, thì các bạn sẽ được chuyển lên làm gọi là group brand manager, tức là quản lý một cái nhóm, hoặc là cái chức danh là senior brand manager. Thì các bạn có thể là tùy theo cái sự phân công của công ty, chúng ta sẽ quản lý nhiều hơn một sản phẩm ha. Rồi các bạn cũng có thể phát triển đến những cái vị trí quản lý cao khác nữa, ví dụ như giám đốc ngành hàng, tức là các bạn quản lý nguyên cả một cái danh mục như vậy luôn. Và dưới các bạn thì sao, có rất nhiều nhân sự, người ta quản lý những cái group brand manager, những cái senior brand manager, rồi là brand SQT, assistant brand manager, vân vân. Phải chia nhỏ ra để quản lý như vậy thì chúng ta mới quản lý hết được. Bởi vì các bạn thấy là một sản phẩm thôi mà quản lý bắt mệt rồi. Cô lấy ví dụ như bây giờ các bạn lên mạng, các bạn search thêm xem là nước giặt Ariel, các
bạn xem thử có bao nhiêu phiên bản, tức là có bao nhiêu cái product line, chứ chưa nói tới cái SKU của nó, tức là chưa nói tới cái đơn vị sản phẩm nhỏ nhất của nó, nhiều lắm luôn. Cho nên là các bạn nghĩ ủa trời trời, mình về mình làm việc mà quản giao cho mình quản lý thương hiệu của một cái sản phẩm mà được quản lý cái gì, một cái sản phẩm mà quản lý gần chết luôn đó các bạn. Ví dụ như hồi nãy cô nói với các bạn cái Ariel đó không, về cái mùi hương của nó đó, thì chục cái mùi hương khác nhau, là Ariel, là Ariel giặt và Ariel xả, đúng không các bạn? Thì các bạn quản lý một cái thương hiệu Ariel đó thôi thì nó có là đơn giản là có giặt và xả trước cái đã, giặt một chục cái khác nhau, hương quyến rũ, hương ban đêm, hương sớm mai, rồi trắng ẩm mốc, rồi hương hoa hồng, hoa hệ, hoa mai, hoa các thể loại. Tương tự như vậy nước xả nó cũng sẽ đi cùng bộ, đúng không? Thì nó double lên chưa, double cái số lượng lên rồi đúng không? Xong các bạn thấy là mỗi một cái một cái đơn vị sản phẩm đó, mỗi một cái Ariel mà gọi là chống ẩm mốc đó, nó có nhiều cái SKU khác nhau, tức là nhiều cái đơn vị sản phẩm khác nhau. Ví dụ như là phiên bản 3.25 lít nè, rồi ví dụ như là 1.8 lít nè, đúng không? Xong rồi các bạn thấy là cái đó là cái túi, cái túi. Xong rồi nó còn có trong cái chai, cái chai thì sao, cũng có cái chai 3 lít, cũng có cái chai 1.5 lít. Có phải là các bạn thấy bốn loại chưa? Bốn loại rồi. Xong rồi cái gì nữa, có cái loại ở trong cái gói, mấy cái gói nhỏ nhỏ mà các bạn mua 1.000, 2.000 hay đại khái 5.000 gì đó, không biết là bao nhiêu đó thì cô không biết, nhưng mà trong cái gói rồi. Vậy có phải là giặt giả trong cái gói đó là thành xấu rồi không? Tức là gì các bạn, một cái Ariel mà gọi là một loại hương thôi thành xấu rồi, mà nãy giờ là bao nhiêu thứ, 10 thứ rồi đúng không, 60 cái. Bạn lấy mệt không? Siêu mệt, không phải dễ đó. Thì các bạn thấy là khi mà một cái công ty nó phát triển lớn lên, nó quá nhiều các cái sản phẩm, thì bắt buộc nó phải làm một cái hoạt động là phân loại sản phẩm vào từng cái danh mục khác nhau, từng cái danh mục hoặc là từng cái nhóm, hoặc là từng cái thùng, từng cái hộp, từng cái gì đó. Nhưng mà mình phải thả nó vô theo một cái tầm nhìn, một cái mục đích, một cái cách gom nhóm nào đó để mà mình dễ quản lý. Đúng như ví dụ như bây giờ các bạn lôi tủ quần áo của các bạn ra, các bạn xếp lại thôi ha, thì các bạn sẽ phân áo thun thành một hộp nè, áo len một hộp nè, rồi là quần jean là một hộp nè, đúng chưa, rồi quần áo đồng phục đi học là một hộp này chẳng hạn, để chi các bạn tìm cho nó dễ, các bạn quản lý cho nó dễ ha. Ví dụ như là bị hư, bị mất, bị cái gì, hoặc là gấp quá tìm thì nó cũng sẽ ra. Thì trên một sản phẩm cũng vậy, chúng ta có nhiều quá đi, thì bây giờ chúng ta bắt buộc phải là phân loại nó và đưa nó vào trong các cái danh mục. Và các cái danh mục này nó phải nằm ở trong một cái tủ, đúng không? Nó nằm trong một cái công ty. Như vậy thì phải có cái sự liên hệ nào đó giữa các danh mục sản phẩm này hay không? Hay là các bạn tách nó ra làm hai cái tủ khác nhau tùy theo mục đích sử dụng của mình. Cô lấy ví dụ như vậy để các bạn có thể hiểu được là khi mình quản lý về sản phẩm, mình cũng phải chơi cái chiêu vậy đó nha. Để mà mình làm gì các bạn, mình biết được những cái chiến lược khác nhau như thế nào trong từng cái nhóm sản phẩm, thậm chí là trong từng cái sản phẩm, và những cái sản phẩm đó, những cái SKU đó, mình sẽ tiếp cận tới các nhóm khách hàng như thế nào ha. Đó thì cái lý do mà chúng ta phải quan tâm ha, quan tâm đến cái việc mà quản lý những cái thằng này đó là vì sao? Vì là các bạn thấy là cái danh mục sản phẩm á, thì các bạn thấy là cái product mix ha, thì các bạn thấy là mình hiểu đơn giản nó là tập hợp của các product line, tức là những cái dòng sản phẩm của một cái doanh nghiệp người ta sản xuất. Có thể là người ta sản xuất, hoặc là có thể là người ta phân phối thôi, hoặc là chúng ta nhập về rồi chúng ta bán lẻ cho khách hàng á. Nhưng mà chúng ta cũng phải quản lý những cái nhóm ngành hàng đó trong cái cửa hàng của mình ha. Thì các bạn thấy là mỗi một cái product line này, cái dòng sản phẩm này, nó sẽ được nhóm lại với nhau, gom lại với nhau. Và trước khi gom cái line này lại, thì chúng ta gom cái product lại thành cái line với một cái sự tương đồng dựa trên những cái tiêu chí nào đó mà công ty quy định. Ví dụ như là các bạn thấy là nó cùng có cùng chức năng nè, ví dụ như là sản phẩm về mặt tẩy rửa ha, sản phẩm
phẩm về mặt là chăm sóc sắc đẹp, sản phẩm về mặt đó là dinh dưỡng, thì đó các bạn thấy là cùng chức năng, cùng ngành hàng hoặc chủng loại gì đó, gom nó lại cùng với nhau. Hoặc là các bạn thấy là có nhiều công ty thì người ta lại gom theo là cái phân khúc giá, thậm chí là có những công ty người ta dùng một cái loại tiêu chí phân loại khác, đó là người ta dùng cái tiêu chí là công nghệ sản xuất hả, hoặc là cái gọi là cái thành phần cấu tạo, vân vân, tùy theo một cái đặc thù của các ngành mà người ta sẽ gom lại với nhau. Đó. Thì các bạn thấy là chúng ta có thể hiểu nôm na là gì, quản lý danh mục sản phẩm, hiểu đơn giản là cách mà doanh nghiệp mình phân loại sản phẩm sao cho nó khoa học, nó có logic tí xíu, để chi, để chúng ta dễ dàng kiểm soát về mọi mặt của cái sản phẩm đó. Ví dụ như là kiểm soát về vòng đời sản phẩm nè, kiểm soát về mặt giá cả, rồi nói tới kinh doanh thì lúc nào cũng phải nói tới khách hàng hết, đúng không? Đó. Thì mình sẽ kiểm soát các cái yếu tố liên quan đến việc tác động như thế nào tới khách hàng, phục vụ ở phân khúc nào, phục vụ như thế nào, ở mức độ nào, đáp ứng được nhu cầu nào của khách hàng. Rồi dựa trên những yếu tố đó chúng ta gom lại được, rồi chúng ta có một cái nhìn tổng quan rồi, thì các bạn sẽ phát hiện ra được là bây giờ một cái tủ quần áo tủ gì nè, các bạn không biết đường nào các bạn lần hết á. Trong nhà các bạn là chất đầy các cái thực phẩm ở mùa dịch vậy đó, mua về trữ dịch quá trời luôn, một bếp đồ vậy đó, nhưng mà các bạn đâu có biết các bạn có cái nào nhiều cái nào ít đâu. Thì bây giờ các bạn sẽ gom lại, cái này là lương khô nè, cái này là rau tươi nè, cái này là nước chấm nè, cái này là mì gói nè, phân ra, thì các bạn sẽ có một cái nhìn tổng quan như vậy, các bạn biết là cái nào thiếu là các bạn còn mua thêm, đúng không? Như vậy thì trong việc quản lý sản phẩm vậy, chúng ta gom nó lại để chúng ta có một cái nhìn tổng quan, chúng ta thấy được cái vấn đề để chúng ta dễ dàng chúng ta kiểm soát và phát triển nó hơn, đúng không? Mình có thể hiểu như vậy đó, cho nó dễ hiểu. Thì các bạn thấy là các cái tập đoàn hiện nay á, các công ty hiện nay thì hầu như là họ kinh doanh đa lĩnh vực lắm. Ví dụ như là ở Đà Lạt của chúng ta thì có cái tập đoàn TTC, đúng không? TTC Thành Công á, thì các bạn biết là biết đến đầu tiên là TTC hoạt động ở lĩnh vực về du lịch, thì qua cái chuỗi gọi là khách sạn của nó, ví dụ như là khách sạn Ngọc Lan rồi đó ha, rồi là nhà hàng gì phố núi đồ gì đó của TTC ha, rồi ví dụ như là về kinh doanh về các cái điểm, các khu du lịch, thì ví dụ như là có thung lũng tình yêu nè, đồ mộng mơ nè, đúng chưa? Rồi xong rồi rồi Thành Công rồi mua lại là gì các bạn, cái thương hiệu của công ty, hoặc là cái gì đường Biên Hòa ha, thì lại kinh doanh ở các cái lĩnh vực về thực phẩm, về những cái dòng sản phẩm khác nhau, ví dụ như là đường này, gạo này, vân vân. Và trong mỗi dòng sản phẩm như vậy đó thì phải chia nhỏ ra thành những cái chủng loại khác nhau. Ví dụ như đường thì có đường mía nè, đường organic nè, đường mía thì có đường trắng tinh luyện nè, đường vàng nè, rồi những cái sản phẩm như là đường lỏng nè, rồi là đường que, đường phèn, vân vân, rất nhiều loại đường ha. Thì những cái sản phẩm này được gom lại với nhau thành dòng sản phẩm này. Xong rồi thêm một cái lĩnh vực nữa là cái chế phẩm từ đường. Ví dụ như là các bạn biết cái cồn công nghiệp không? Cái cồn ethanol á. Cái cồn ethanol nó là một cái chế phẩm khi mà chiết xuất làm đường á, thì nó lại chảy ra cái chất đó. Thì là nó sử dụng ở trong y tế ha. Ví dụ như là dịch gì người ta mua về người ta pha thành mấy cái dung dịch xịt để khử khuẩn rồi đó. Thì các bạn thấy là lại thành một cái gì các bạn, một cái ngành sản phẩm khác, nó không phải là thực phẩm nữa, không có mua về để uống nó chết luôn á. Nhưng mà nó lại ở một cái lĩnh vực là y tế. Thì các bạn thấy là nó tạo ra từng cái ngành kinh doanh khác nhau á. Và các bạn biết là nếu như mà chúng ta không có cái tầm nhìn á, không có một cái định hướng và một cái sự phát triển chiến lược khi mà chúng ta phát triển sản phẩm này nè, thì các bạn biết là ở trong phân phối bán lẻ, những cái tập đoàn mà bán lẻ mà đa sản phẩm như vậy nè, các bạn biết là nó có một cái thuật ngữ sử dụng ở trong 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 này gọi là market cannibalization, cannibalization tức là cái hội chứng gọi là tự tước đoạt doanh thu của mình.
Thì các bạn có nhớ là khi học marketing cô hỏi các bạn là ủa những cái sản phẩm này mấy đứa có biết là của cùng một công ty không? Xong có bạn nói là dạ em biết chứ cô. Xong có bạn nói là trời em không hề biết luôn cô. Bữa giờ em cứ tưởng ở hai công ty khác nhau, hai thằng này nó cạnh tranh với nhau á cô. À như vậy thì các bạn thấy là gì? Khi một cái thằng nào nó sinh ra thì nó có khả năng cạnh tranh với cái thằng kia, có đúng không? Nào, và nếu như chúng ta bất cẩn á, thì cái hiện tượng bị tự tước đoạt doanh thu trên thị trường này nè, có nghĩa là một trong những sản phẩm cũ nó sẽ bị mất doanh thu khi sản phẩm mới ra đời. Thì có nhiều công ty người ta cố ý người ta áp dụng cái chiến lược này, à, người ta cố ý người ta áp dụng cái chiến lược này và người ta chấp nhận là gì các bạn? Bỏ cái thằng cũ đi, bởi vì người ta xem nó là như là một cái sản phẩm đã lỗi thời và người ta không sản xuất, người ta bỏ nó đi rồi và người ta đưa ra một cái sản phẩm mới. Thì cái đó là cái việc người ta cố ý là cái chiến lược người ta như vậy. Ví dụ như Apple ha? Apple là một cái ví dụ rất là điển hình về việc là công ty coi như là tự tước cái doanh thu của mình đi để mà theo đuổi cái mục tiêu doanh thu khác lớn hơn, hay cụ thể hơn đó là Apple ra một cái chiếc iPhone mới, thì tất nhiên doanh số của các mẫu iPhone cũ của họ giảm xuống. Và họ cô nói là họ cố ý, bởi vì sao? Họ ngưng sản xuất những cái model cũ luôn thì tất nhiên nó sẽ giảm rồi, nó đâu ra bán đúng không? Và Apple lại dựa vào cái mẫu điện thoại mới để thu hút khách hàng hiện tại, thậm chí thu hút khách hàng của đối thủ cạnh tranh luôn để làm tăng cái thị phần chung của mình lên. À, đó là một cái chiến lược. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy ở trong ngành hàng tiêu dùng thì không phải cứ khi chúng ta đưa ra một cái sản phẩm là cái thằng kia nó chết, đúng không các bạn? Ví dụ như là nhiều loại dầu gội đầu, mà bây giờ mình đưa ra một loại dầu gội đầu khác thì mình bắt buộc phải hy sinh một cái thằng cũ ở trên thị trường. Làm sao mà như vậy được, đúng không ạ? À, cho nên là khi mà để mà chúng ta không cố ý và hạn chế cái việc là triệt tiêu này đi á, thì chúng ta phải quan tâm kết hợp giữa cái việc là cái tầm nhìn của việc phát nghiên cứu phát triển cái sản phẩm mới và cái tầm nhìn của việc sử dụng danh mục thương hiệu. Thấy cái sự liên kết giữa phát triển danh mục sản phẩm và phát triển danh mục thương hiệu không ạ? À, đó là lý do vì sao mà các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta mở rộng cái danh mục sản phẩm ra thì có những khi chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ sử dụng một cái sự liên hệ nào đó với cái thương hiệu cũ, nhưng cũng có khi chúng ta im bặt luôn, đúng không? Có khi người ta im bặt luôn. Đó chính là cái tầm nhìn chiến lược đó các bạn. À, và khi mà chúng ta nói tới cái chiến lược phát triển thương hiệu hay là tìm hiểu các cấu trúc mà hai nhóm hôm trước mà các bạn đã trình bày đó, thì chủ yếu là chúng ta không phải học để mà hiểu, học không phải để mà hiểu làm thế nào để đặt tên được theo cấu trúc đó. Đặt tên theo cấu trúc đó thì dễ quá, có đúng không các bạn? Các bạn chỉ cần đọc lý thuyết thôi. À, ví dụ như là bây giờ thương hiệu mà thương hiệu sản phẩm á, thì miễn là mình cứ đặt tên nó đừng có dính chung với cái thương hiệu mẹ là được rồi, mẹ con liên quan với nhau đúng không? Rồi còn thương hiệu hình ô thì sao? Ô thì có nghĩa là che chung một cái ô và thằng nào cũng giống thằng nào, vậy thì cùng một cái tên với nhau dễ, đúng không? Cái việc đặt tên, hiểu cái mối liên kết để mà nối tên, để mà sử dụng cái mối liên hệ thể hiện trên cái tên, đặt tên là Nguyễn Thị A hay là Nguyễn A hay là Võ A hay là A đứng một mình, thì cái đó chúng ta dựa trên cái nguyên tắc lý thuyết về cái cấu trúc thương hiệu chúng ta đặt thì dễ quá rồi. Cái quan trọng ở đây không phải là các bạn tập trung vào cái nội dung đó, mà các bạn hiểu cái cách, hiểu cái vấn đề ở đây là cái sự liên đới giữa giữa các cái thương hiệu với nhau. Bây giờ mình có nên để nó liên quan hay không? Có nên đặt cái bảo chứng không? Đặt cái sự bảo trợ thương hiệu vào đây không? Và bảo trợ thương hiệu ở mức độ nào? Và cái nào thì thuộc cái sự bảo trợ của thương hiệu nào? Còn cái nào thì không thuộc? Bởi vì chúng ta có quá nhiều thương hiệu, đúng không? À, chúng ta phải nhận định ra được cái điều đó. Và khi chúng ta nhận định ra được điều đó rồi, chúng ta mới đi qua chúng ta đặt tên cho nó. À, đặt tên xong rồi thì chúng ta mới đi làm gì các bạn? Làm marketing cho nó.
làm thương hiệu cho nó. Thì các bạn thấy là đối với hàng tiêu dùng, khi một cái sản phẩm mới ra đời thì thông thường khi mà chúng ta mở rộng theo cái chiều sâu của sản phẩm á, thì thường những cái sản phẩm mà mở rộng theo chiều sâu như vậy đó, nó sẽ có cái tính năng và giá trị sử dụng tương đương với các sản phẩm hiện hữu. Ví dụ như là sân siêu gì, có sân siêu mật ong, có sân siêu bồ kết, có sân siêu gọi là bơ rồi trứng rồi là gì gì đó, rất là nhiều, đúng không? Thì các bạn thấy là tính năng giá trị sử dụng tương đương với sản phẩm hiện hữu, không khác gì hết trơn à. Thì các bạn thấy là bởi vì nó tương đương, nó có tính năng giá trị sử dụng tương đương thì nó có thể ăn vào doanh thu của sản phẩm hiện hữu và làm giảm mức tiêu thụ. Đó là cái hiện tượng cannibalization, tức là doanh thu á. Thì các bạn thấy là nếu như chúng ta không quản lý tốt cái danh mục sản phẩm á, thì chúng ta khó mà đo lường chi tiết được cái hiệu quả kinh doanh thực tế của từng cái sản phẩm. Và chúng ta cũng không kiểm soát được là loại bỏ sản phẩm nào hay là phát triển sản phẩm nào. Bây giờ phát triển tăng lên hay tức là phát triển hướng lên trên, hay là phát triển hướng xuống dưới, hay là mở rộng danh mục sản phẩm, hay còn nói là phát triển qua chiều ngang, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta phát triển theo chiều ngang thì các bạn thấy là dễ rồi, chiều sâu rồi, đúng không? Thường là nó giống y chang nhau, nó chỉ khác cái gọi là cái product line, đúng không? Khác cái product line thôi chứ nó không có khác nhau nhiều. Nhưng mà giả sử như các bạn phát triển hướng lên trên thì rõ ràng có thể có một cái sự thay đổi trong cái vị trí của thị trường mục tiêu của mình á. Ví dụ như là các bạn thấy Toyota phát triển thương hiệu xe Lexus chẳng hạn, thì đó là phát triển như các bạn hướng lên trên đó, đúng không? Hướng lên trên nhắm vào một cái phân khúc khách hàng là nó xịn sò hơn, nó giàu hơn, bởi vì thương hiệu của mình là một loại xe là cao cấp chứ không phải là loại xe Toyota, khi nói tới ai cũng nghĩ tới chất lượng và giá thành phải chăng cả, đúng không? Dành cho gọi là bạn của mọi nhà được, mà Lexus ở đây là bạn của một số nhà giàu thôi. Thì rõ ràng nếu như mà chúng ta phát triển hướng lên trên như vậy thì chúng ta đang mở rộng danh mục sản phẩm, không mở rộng hướng lên trên nè. Và trong trường hợp này thì cái lý do mà Toyota không thể sử dụng thương hiệu bảo trợ là Toyota là gì các bạn? Là sao ạ? À? Trả lời một cách ngắn gọn, không thể sử dụng được là vì lý do gì các bạn? Các bạn nào trả lời được không ạ? À? Nãy giờ cô nói hăng say quá, nó ngủ hết trơn rồi. Bạn nào trả lời giùm cô với. Uyên Thảo ơi, có đây không? Dạ có. Tại sao hả Thảo ơi? Cô đợi Duyên chút xíu nhỉ. Bữa làm bài rồi mà đợi gì nữa trời. Trong khi đợi Thảo, có bạn nào trả lời giúp cô được không? Ví dụ như trong trường hợp đó, Toyota đặt tên là gì? Toyota Lexus là một cách đặt tên rất điển hình, truyền thống, hiệu quả của Toyota. Đỡ tốn chi phí truyền thông mà được gọi là Toyota, nó bảo trợ, nó cưu mang. Trong trường hợp này tại sao không sử dụng? À đúng rồi, Phúc trả lời đúng rồi đó. Tức là gì các bạn? Cái thương hiệu mới thì nó không thể nào vượt qua được cái đặc tính ha, giống như là cái bóng của thương hiệu mẹ vậy đó.
cái bóng của thương hiệu đi, và cái thương hiệu mẹ là một cái thương hiệu mà gọi là giá rẻ bình dân. Và khi nói tới giá rẻ bình dân thì người ta nói tới Toyota. Cho nên là dù bây giờ tôi có giàu sang, tôi có cỡ nào đi chăng nữa đó, thì cũng không thể nào thoát khỏi cái bóng của Toyota được. Cho nên là trong trường hợp này, Toyota không sử dụng một cái sợi dây liên hệ nào đối với thương hiệu mẹ hết á, hay còn gọi là Brand Brand. Brand Brand là cái thương hiệu bự, cái thương hiệu của tập đoàn á, cái thương hiệu của tập đoàn. Người ta không sử dụng trường hợp này, mà người ta phải gì các bạn, gọi là đẻ ra một đứa lạ quắc luôn, không liên quan gì hết trơn á, không liên quan gì tới nhà tôi hết á. Cho nên là nó khác, nó không không liên quan tới dòng máu của tôi nên là nó khác, thì người ta sẽ tin vào cái điều đó. Còn dưới dòng máu của tôi là nó phải giống tôi rồi, có đúng không ạ? Thì trả lời luôn cho các bạn về cái tình huống ngày hôm bữa đó là gì. Bởi vì cái bóng của thương hiệu mẹ nó quá lớn đi, cái đặc tính của thương hiệu mẹ nó quá đặc trưng và nó ghi sâu vào trong lòng khách hàng rồi. Và bây giờ cái thương hiệu con đẻ ra có làm marketing cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể thoát khỏi cái bóng của mẹ được, tại vì cái sự bảo trợ nó quá lớn, cái sự bảo bọc của thương hiệu mẹ nó quá lớn. Thì chúng ta sẽ thấy là đó là một cái ví dụ trong việc là chúng ta phải hiểu, phải hiểu khi nào thì chúng ta sử dụng bảo trợ, còn khi nào thì không sử dụng bảo trợ. Bảo trợ mạnh, bảo trợ nhẹ, bảo trợ ở mức độ nào đó. Thì các bạn thấy là những cái mặt hàng, các cái tập đoàn thì kinh doanh ở rất là nhiều những cái lĩnh vực khác nhau, đúng không? Ví dụ như là cái brand portfolio của Coca-Cola này, rất là nhiều những cái sản phẩm khác ngoài Coca-Cola. Ví dụ như là cái những cái sản phẩm mà các bạn thấy ở đây có Fanta này, đúng không? Có Sprite này. Rồi một số những cái sản phẩm này thì không có thông dụng lắm. Choi này. Choi thì cũng là một cái loại nước trái cây mà rất là phổ biến. Thì các bạn thấy là nhiều cái sản phẩm mà nó cùng của một cái tập đoàn nhưng mà nó cũng ở trong nước chảy khác. Thậm chí là nước có ga, nước trái cây, nước dừa, nước dứa, nước thơm, nước gì đủ các thể loại nước. Và nếu như các bạn uống nước này thì không uống nước kia nữa. Rồi ví dụ như là khi nói tới dầu ăn, khi nói tới dầu ăn ở đây chẳng hạn, thì khi hỏi người tiêu dùng thì là có biết là những cái bạn này người ta ở cùng nhà với nhau không, thì có người biết nhưng có người cũng không có biết luôn á. Ví dụ như những cái sản phẩm về dầu ăn ở trên này, các bạn có biết là mấy cái thằng này nó ở cùng nhà với nhau không? Bữa giờ đi mua dầu ăn có biết là ví dụ như Olive nè, rồi là Neston nè, Simply nè, Kiddy nè, Maison nè, thậm chí là dầu ăn cá lăn nè, nó cũng như các bạn cùng một nhà đẻ ra đó. Nhưng mà các bạn thấy là gì ạ? Chúng ta có thể thấy được sơ sơ là cái phân khúc khách hàng nó khác nhau. Phân khúc khách hàng khác nhau. Ví dụ như là Kitty thì giỏi đàn là dành cho gì các bạn, trẻ con này ha. Simply là cái dòng tương đối là cao cấp. Rồi là cái lân, Neston thì là kiểu như là nó ở phân khúc rẻ hơn một chút xíu ha. Rồi cái dòng Simply này thì có nhà Simply dầu đậu nành nè, rồi hoa hướng dương nè, rồi gạo lứt nè, rồi là gạo lứt đỏ nè, dầu mè nè, chiết xuất từ cái mấy cái loại hạt đó ra đó, tức là từng cái product line khác nhau nữa đó. Thì các bạn thấy là chúng ta cần phải xếp những cái sản phẩm này vào những cái danh mục để mà chúng ta tối ưu hóa cái nguồn lực đầu tư và khả năng tiếp cận với khách hàng. Và các cái công ty hiện nay thì người ta kinh doanh rất là đa dạng về những cái ngành hàng, hầu như công ty nào cũng vậy hết trơn. Ví dụ như là đây là cái dòng sản phẩm nước giải khát của cái tập đoàn Sintani PepsiCo. Thì Pepsi thì ai cũng biết hết rồi. Ngoài ra thì còn có những nước uống có ga khác, ví dụ như là 7 Up này, 7 Up đó, rồi các cái loại nước cam, Mirinda nè, rồi Twister nè, thậm chí là những cái loại nước khoáng có ga, Revive nè, các cái loại trà như là Lipton nè, cái gì đó các bạn, Tea Oolong Tea rồi gì đó, nhiều lắm luôn hả? Đó thì các bạn thấy là rồi nước khoáng hả, Aquafina nè, cũng của Sintani PepsiCo.
Tuy nhiên là các bạn thấy là các cái quảng cáo ha, các cái chương trình truyền thông á, người ta không có nhắm vào cái làm truyền thông cho PepsiCo mà người ta làm truyền thông cho từng cái individual brand, tức là cái thương hiệu của sản phẩm á, cái product brand á. Các cái tập đoàn này nó đều vì là thương hiệu đa sản phẩm, và sản phẩm thì rất là đa chủng loại. Và khi những công ty nó phát triển theo cái hướng là thương hiệu đa sản phẩm và sản phẩm đa chủng loại này á, thì cái việc chúng ta quản lý danh mục sản phẩm cũng như quản lý danh mục thương hiệu là một công việc cực kỳ nặng nề luôn. Cho nên là các bạn thấy là đập vào cái bộ máy quản lý của một cái công ty nào đó, trời ơi, là một loạt giám đốc thương hiệu mà chơi mấy chục ông mấy chục bà vậy đó. Giám đốc thương hiệu này, giám đốc thương hiệu này, giám đốc thương hiệu này, có bao nhiêu thương hiệu, bấy nhiêu giám đốc mà quản lý còn không hết nữa. Để chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của việc chúng ta phải phải quản lý cái thương hiệu là như thế nào. Thì các bạn thấy là khi mà chúng ta mở rộng cái danh mục sản phẩm, mà chúng ta đi song song với cái việc là chúng ta phải quan tâm tới việc phát triển cái chiến lược thương hiệu của chúng ta. Hai cái này nó sẽ đi song song với nhau. Thì các bạn thấy là trong cái ví dụ mà cô đưa lên cho các bạn đây là ví dụ của cái tập đoàn Unilever đúng không? Và Unilever là P&G là hai tập đoàn hàng tiêu dùng mà nó sử dụng cái việc quản lý về ngành hàng, rồi là thương hiệu và cái số lượng chủng loại các ngành hàng nó tham gia vào cũng tương tương tự tự như nhau đó. Thì các bạn thấy là sản phẩm nó sẽ được chia theo các cấp độ. Mà cái Unilever là cái brand của thương hiệu tập đoàn, thì các bạn thấy cái brand này á, nó là cái corporate brand, tức là cái thương hiệu chung của cái tập đoàn á. Thì các bạn cũng thấy là gì, nó thiết kế logo này đúng không? Khi nào rảnh rảnh lên mạng tìm hiểu ý nghĩa của logo Unilever này đi, tại sao nó lại có những cái hình gì 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 trong cái chữ U này. Đây là gì các bạn, những cái hình ảnh của các cái lĩnh vực, các cái ngành hàng mà tham gia vào. Thì khi mà các bạn tìm hiểu kỹ, các bạn phóng cái hình này lên nè, thì các bạn sẽ thấy những cái vẽ 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 này nè, nó sẽ đại diện cho một cái ngành hàng đó. Rồi ở dưới thì sao, các bạn có thêm chữ Unilever nữa ha. Thì cái brand này á, các bạn thấy là có bao giờ nó dùng đi quảng cáo cho sản phẩm đâu, và cũng không có quảng cáo cho cái tập đoàn không. Các bạn tìm nó có cái dạng quảng cáo nào dành riêng cho tổng, tên gọi là tổng tập đoàn Unilever không? Đâu có ha. Mà người ta sử dụng cái thương hiệu này để làm cái gì? Sử dụng thương hiệu tập đoàn này để làm PR, tức là ví dụ như là tài trợ các cái chương trình gì đó, ví dụ như chương trình vượt đến chính mình chẳng hạn, do tập đoàn Unilever tài trợ, ví dụ như vậy. Rồi hoặc là Johnson & Johnson với cái chương trình là nước sạch, cung cấp nước sạch chẳng hạn. Thì nó cũng không lấy từng cái product brand ra để mình đi đi làm PR, mà nó sử dụng luôn thương hiệu, cái brand đó là cái Johnson & Johnson. Hoặc là khi làm việc với chính phủ vân vân, với các ban ngành thì người ta sẽ sử dụng cái thương hiệu của tập đoàn này. Cái thứ hai nữa đó, cái thứ hai nữa này, các bạn sẽ thấy là ở đây cô chỉ lấy ví dụ ha, lấy ví dụ ở hai cái sản phẩm khác nhau thôi, đó là Dove và OMO. Thì phân tích một cái cho các bạn thấy thôi nha, là cái Dove thôi. Thì sau cái brand sẽ là cái individual brand, tức là cái tên của sản phẩm ha, một cái sản phẩm mà cái tên này sẽ được dùng trong quảng cáo. Đó là cái thương hiệu Dove. Cái thương hiệu Dove thì dưới cái thương hiệu Dove là ngành hàng, là cái product line. Thì cái product line này, bởi vì các bạn thấy là khi mà chúng ta phát triển theo cái dãy sản phẩm á, mà cái dãy này nó nhiều quá thì chúng ta phải tách nó ra thành các cái gì các bạn, các cái cấp độ. Ví dụ như các bạn thấy là product line 1 mình xong tới product line 2, mà nếu như cái product line 2 này á mà nó có thêm nhiều sản phẩm nữa và không thể quản lý hết được, thì buộc nó phải tách ra thành một cái gì các bạn, một cấp nữa, đó là product line 3. Và cái product line 3 này thì ví dụ như là phải thêm một cái thằng vô quản lý nữa để mới quản lý hết được. Thì các bạn sẽ hình dung như vậy ha. Thì ở đây thì các bạn thấy nó sẽ phân thành hai cái product line, tức là hai cấp ngành hàng. Thì cái cấp thứ nhất á, thì cũng là Dove, nhưng mà Dove nó có hai cái ngành, đó là ngành tóc
và ngành gọi là skin care ha, về 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 da đó. Thì ví dụ như tóc á, thì nó có dòng gội và dòng xả. Đó là cái product line 2 á, thì có sẽ có cái product line về gội và cái product line là xả. Còn cái skin care thì ví dụ như là nó sẽ có những cái sản phẩm về sữa tắm này, hoặc là những cái sản phẩm gọi là xà bông cục á, thì nó cũng sẽ phân thành hai nhóm sản phẩm như vậy đó. Ở sữa tắm này, sữa rửa mặt này, vân vân, nhiều ở trong đó ha. Rồi cái cấp độ tiếp theo nữa đó là cái variant. Thì cái variant này là các cái phiên bản khác nhau của từng cái product line. Ví dụ như là đô thì là có đô giữ ẩm nè, có đô gọi là giữ nếp tóc này. Đó, đó chính là cái variant, tức là cái các phiên bản khác nhau. Hoặc là ví dụ như hồi nãy cô nói với các bạn là cái dầu gội sinh siêu đó, cái dầu gội sinh siêu đó thì nó sẽ có từng cái loại khác nhau đó. Bồ kép hay là mật ong hay là gì gì đó, thì cái đó chính là cái variant. Và cái SKU, hoặc cái SKU là cái đơn vị sản phẩm nhỏ nhất của cái sản phẩm đó ở nhiều hình thức khác nhau, cụ thể khác nhau. Và cái SKU này thì trước đây thường là người ta hay dùng trong logistics, tức là cái quản lý về chuỗi cung ứng á. Thì đây chúng ta có thể hiểu đó là cái mã hàng hóa để mà chúng ta phân biệt những cái sản phẩm ở trong kho nó thuận tiện hơn á. Nó có thể thể hiện qua cái gì các bạn? Cái kiểu dáng, ví dụ như các bạn đi mua dầu gội bên tinh đó, ở ngoài siêu thị của các bạn đó ha. Nhưng mà bên tinh thì ví dụ như là có cái loại hộp, cái loại bình á, cái bình bình thường, xong rồi có cái bình mà có cái vòi, hoặc cái bình có cái vòi thì có cái bình có cái vòi cao và cái bình có cái vòi thấp. Cũng phải là kiểu dáng nó khác nhau chưa? Rồi trọng lượng nữa. Cái vòi, nhưng mà vòi á là 650ml hay là 850ml hay là 1 lít. Nhiều loại lắm luôn. Thì các bạn thấy cái SKU này nó rất là đa dạng. Nội đó quản lý cái SKU này thôi các bạn đủ đổi nợ rồi, chứ cần gì mà thôi em cho em quản lý 5-7 cái chứ, 1 cái nhục quản lý một cái thôi là đổi nợ rồi ha. Thì trọng lượng này, kiểu dáng này, gói này, vân vân, để mà chúng ta quản lý. Thì thậm chí là chúng ta còn phân biệt cái SKU này theo ngày sản xuất, lô sản xuất nữa, để chúng ta quản lý về lưu kho. Ví dụ như là cái lô SKU, cái lô nào nhập trước vào ngày sản xuất nào xuất ra trước chẳng hạn. Rồi ví dụ như khi mà các bạn bảo quản đó, nó cũng sẽ khác nhau, đúng không? Bảo quản hoặc là vận chuyển cũng sẽ khác nhau. Ví dụ như bây giờ nước chảy khác, nhưng mà ví dụ như bia đi, bia ở trong cái lon các bạn bỏ vô cái thùng đó, nó khác với việc bia các bạn cái chai các bạn bỏ vô cái két, đúng không? Vận chuyển rồi là lưu trữ nó cũng sẽ khác nhau, nó liên quan tới cái logistics dữ lắm. Nhưng mà trước đây thì có thể là chỉ logistics người ta quan tâm tới cái SKU này thôi, nhưng mà ngày nay á, khi mà chúng ta làm marketing á, thì chúng ta cũng phải quan tâm tới những cái SKU này để mà chúng ta tối đa hóa việc chúng ta khai thác cái gọi là cái giá trị của khách hàng, cái share wallet của khách hàng á, tức là cái gì các bạn, khi dịch ra tiếng Việt nó gọi là cái chia sẻ ví của khách hàng á. Các bạn học cái share wallet này đúng không? Tức là giống như là cái thị phần vậy đó ha. Nhưng mà cái này là cái túi, cái ví tiền của khách hàng á. Tức là chúng ta càng lấy được nhiều tiền ở trong cái ví của khách hàng ra thì càng tốt, bằng cách là chúng ta sử dụng nhiều cái phiên bản khác nhau để mà chúng ta có thể khách hàng cần cái có phát luôn. Cô lấy ví dụ như bên như là các bạn bán áo ha, thì thay vì các bạn chỉ bán một loại áo duy nhất là áo sơ mi trắng đi làm đóng thùng cho nó chỉnh chu, nhìn cho nó nhìn cho nó công sở thôi, thì ngoài cái việc mà mấy ông mà ổng đi làm ổng bận áo sơ mi trắng á, thì giờ ổng cũng đâu phải là bận áo sơ mi trắng không, bận áo sơ mi màu rồi cho nó phong cách nhá, đúng không? Bởi vì bây giờ phải xây dựng cái tôi cá nhân lên chứ không, phải xây dựng thương hiệu cá nhân lên chứ, phải xây dựng sự khác biệt chứ, đâu phải lúc nào cũng trắng tinh đâu. Có mà quy định đồng phục thì tôi mới trắng tinh thôi, còn là tôi vẫn thích khác biệt, tôi vẫn thích là tôi thời trang. Thì sơ mi màu nè, xong rồi gì nữa các bạn, xong rồi là sơ mi mặc đi chơi nè, chơi thì sao, cọc tay nè, đúng không? Dáng thì có thể là gọi là slim fit, body đấy, mấy anh mà 6 múi hay mặc body đấy
hoặc là kiểu dáng rộng rãi cho những cái người mà họ mặc lớn tuổi, lớn lớn chuẩn chuẩn tuổi một chút, họ thích mặc thoải mái đi uống cà phê rồi gì đó, nhiều kiểu sơ mi khác nhau. Và một người ấy, thì có thể là không phải là họ chỉ cần một cái sơ mi mà người ta cần mỗi loại sơ mi lại một cái và năm loại năm cái. Nếu như chúng ta chỉ kinh doanh một cái có nghĩa là chúng ta chỉ lấy được của họ 500 ngàn thôi, còn nếu chúng ta kinh doanh năm cái thì rất có thể chúng ta lấy được 2,5 triệu của họ trong cái túi đó. Còn nếu chúng ta không kinh doanh thì 2 triệu còn lại người ta xách đi chỗ khác người ta mua. À, thì cái SKU này cũng vậy. Thì các bạn sẽ thấy nè, chúng ta sẽ có những cái loại sản phẩm khác nhau dùng vào từng trường hợp khác nhau. Cô lấy ví dụ như là ngày trước đây á, thì marketing nó chỉ quan tâm đến cái việc là ví dụ như những cái túi sản phẩm á, những cái gói nhỏ sản phẩm á các bạn, ví dụ như cái gói dầu gội đầu hay là đại khái trong những gói nhỏ nhỏ đó thì người ta sử dụng vào cái hoạt động là sampling, tức là hàng mẫu á, đi phát hàng mẫu trong những cái đợt marketing gì đó thôi, hoặc là những cái đợt sale promotion gì đó. Tuy nhiên là bây giờ người ta còn quan tâm tới cái hành vi khách hàng sử dụng các loại sản phẩm nó trong những cái trường hợp nào khác nhau nữa. Cô lấy ví dụ như những cái gói sản phẩm nhỏ nhỏ đó thì ngoài cái việc là người ta sử dụng làm cái sampling đó, thì khi nào các bạn cần mua, ví dụ như là khi mà các bạn đi công tác đó hoặc là các bạn đi đâu vài ngày á, lỡ giờ đi cách như vậy thì các bạn sẽ thấy là chúng ta tạo ra biến thể hoặc đa dạng những cái SKU này để làm chi ạ? À? Để mà chúng ta đánh vào cái thói quen tiêu dùng, cái hành vi khách hàng của từng phân khúc khách hàng, để mà chúng ta làm gì hả, làm gì đây các bạn, để mà chúng ta hạn chế được cái việc chúng ta tự tạo ra cái gọi là triệt tiêu doanh thu của mình đó, gọi là làm market cannibalization hả, tức là doanh thu của chính mình á. Thì khi mà các bạn marketing mà để ý vào được cái điều này á, thì chúng ta đang làm cái gì á, tạo ra các cái biến thể, thậm chí là gì các bạn, phát triển theo chiều ngang chiều sâu của sản phẩm thôi, nhưng mà nó lại gì các bạn, nó tăng doanh thu của cái brand nó lên chứ nó không làm giảm doanh thu của cái brand nó xuống. Đó chính là cách chúng ta phải quan tâm đến việc như thế nào để quản lý được cái danh mục, và khi mà phát triển hoặc là khi loại bỏ một sản phẩm thì nó phải có cái mục tiêu, phải có ý nghĩa, phải có một cái giá trị nào đó trong cái mục tiêu phát triển chung của chiến lược của công ty, chứ không phải là tôi thấy dư nhiều quá tôi bỏ đại thì không có được, có đúng không nè? Đó, thì các bạn thấy là đó là lý do vì sao mà chúng ta phải quan tâm tới cái vấn đề này. Một lần nữa đó, thì cái việc mà chúng ta phát triển nhanh một sản phẩm đi song song với kết hợp phát triển về và quản lý về danh mục thương hiệu để làm gì? Thứ nhất, tận dụng được sức mạnh và sự hỗ trợ của giá trị thương hiệu đã có. Ví dụ như là hôm bữa các bạn nói là gì, sự bảo trợ thương hiệu đó là gì? Bảo trợ đây là giống như cái sự dẫn đường ha, cái sự mở đường của cái thương hiệu mẹ và dẫn cái thương hiệu con đây một cách dễ dàng hơn. Nhưng dẫn ở mức độ nào, đúng không, gọi là phát rừng cho hươu nó chạy luôn hay là để nó tự vạch đường nó đi, như thế nào thì hiệu quả hơn và khách hàng cảm thấy thích thú hơn. Còn có trường hợp là gì, không, tự mở đường, để nó tự mở đường đi đường khác luôn đi, để chi vậy các bạn hả, để cho hạn chế được cái việc là triệt tiêu doanh thu khi mà chúng ta mở rộng và phát triển sản phẩm. Rồi có một cái yếu tố nữa khi mà chúng ta thực hiện gọi là quản lý ha, quản lý các cái yếu tố về về danh mục thương hiệu á, thì các công ty á, thường người ta sẽ phân chia cái danh mục thương hiệu của họ ra thành từng cái gọi là từng cái tầng á, từng cái tầng khác nhau. Và họ sẽ gọi là cho điểm ha, cho điểm ở các cái thương hiệu đó. Ví dụ như là các bạn thấy là Coca-Cola lúc nào cũng là một cái thương hiệu gọi là trái tim của tập đoàn, đúng không ạ?
Rồi ví dụ như Pepsi chẳng hạn, Pepsi cũng đứng ở một cái vị trí là gì ạ? Trái tim của cái tập đoàn đó. Bởi vì cái sức mạnh thương hiệu của nó tập trung vào đó. À, thì chúng ta phải xác định được là thương hiệu nào là thương hiệu chính sẽ cung cấp cho chúng ta nhiều cái lợi ích nhất để mà chúng ta có một cái định hướng đầu tư và phát triển ở cái thương hiệu đó. À, còn về các cái chiến lược phát triển thương hiệu á, thì các bạn sẽ thấy là khi mà các bạn đọc ở một số các cái tài liệu khác á, thì nó sẽ có những cái mô hình gọi là mô hình tổng quan hơn, nó không có đi sâu vào phân tích như là mình ha, nhưng mà thật ra nó cũng tương đồng như nhau thôi các bạn. À, ví dụ như là khi mà các bạn lên trên mạng đó và các bạn tìm về mô hình cấu trúc thương hiệu á, mô hình cấu trúc thương hiệu đó, thì nó sẽ ra những cái mô hình gọi là nó gộp chung các cái mô hình của chúng ta học ở trong sách lại với nhau một cách tổng quát hơn thôi. Ví dụ như là mô hình cấu trúc thương hiệu nó gọi là brand house, thì cái brand house này đó thì các bạn thấy là cái doanh nghiệp á, cái doanh nghiệp hoặc là cái brand đó, cái master brand nó chính là cái thương hiệu chính luôn. À, và cái thương hiệu chính này á, nó sẽ được sử dụng hầu như là gọi là trên tất cả các cái ngành hàng, trên các cái product line của sản phẩm. Một cái ví dụ điển hình cho cái thương hiệu này đó là các bạn thấy hôm bữa cô có show cho các bạn xem cái logo của FISS không ạ? FISS, tức là cái công ty, cái tập đoàn mà chuyển phát nhanh đó, FISS đó. Thì là các bạn thấy là cái người ta đang sử dụng cái cấu trúc là brand house này, tức là người ta sử dụng duy nhất một cái tên thương hiệu thôi, đó là FISS thôi. FISS là FISS, xong rồi người ta sử dụng cái sub brand nằm đằng sau, tức là nối cái brand nhỏ vào. Ví dụ như là FISS Office, rồi là FISS Express, tức là cái chữ nhỏ phía dưới đó. Giống như là Google đó các bạn, giống như Google của các bạn đó. À, nó cũng sử dụng là công ty sử dụng cái brand chính là cái brand Google ha, và các cái sub brand khác, ví dụ như là Drive, Google Drive á, ha, để mà lưu trữ đó. Rồi các bạn thấy là có cái lịch đó, Google Calendar đúng không, Google Translate, rồi là Google Plus, Google cộng á ha, Google Reader nè, Google Photo nè, rồi là nhiều Google lắm luôn. Thì các bạn sẽ thấy là nó có một cái sự đồng nhất trong việc là sử dụng cái tên gọi, cái brand name, cái brand name thì lúc nào nó cũng Google thêm cái gì đó, tức là cái sub nó nằm đằng sau á, cái nối cái đuôi sub ra đằng sau, cái sub con nằm đằng sau á, cho nên là nó không cần phải làm marketing cho từng. Các bạn có thấy bao giờ nó đi làm marketing cho cái Google Mail không, hay là cái Google Drive không, hay là cái Google Calendar không? Nó chỉ làm marketing cho cái Google thôi, là mấy cái thằng kia nó hưởng sói hết rồi. Thì đó cũng chính là cái ưu điểm của việc là chúng ta sử dụng brand house. À, thì các bạn sẽ thấy là nhiều công ty người ta áp dụng cái này lắm, và các bạn cũng để ý là các bạn tìm các cái Google ở các cái logo của những cái sub brand này á, những cái thương hiệu con này nó thì nó sẽ được thiết kế một cách rất là đồng bộ với cái Google, đó là cái màu sắc. Ví dụ bây giờ các bạn bật cái Google Photo của các bạn ra đi, hoặc là các bạn bật cái Google Drive của các bạn ra, các bạn sẽ thấy nó sử dụng những cái màu rất đặc trưng của Google. Ví dụ màu xanh lá cây nè, màu xanh da trời nè, màu vàng. Nó phải thử kết hợp những cái màu này vào với nhau, nhìn phát ra thằng Google liền, không có lẫn ở đâu được hết trơn á. À, thì nó có cái sự đồng bộ trong việc là nối tên ha, trong việc bảo trợ về cái tên, và trong việc thiết kế logo. Mặc dù mỗi cái thằng con như vậy nó có một cái logo riêng, các bạn vô các bạn coi đi, các bạn search trên Google các bạn sẽ thấy có những cái logo riêng, nhưng mà nó vẫn có một cái kim chỉ nam thôi, vẫn có một cái sự bảo trợ của cái thương hiệu. Ví dụ như là cái Google Calendar chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy là nó làm cái hình một cái tờ lịch ha, hình một cái tờ lịch hình vuông như thế này, nó mỗi cạnh nó sẽ có một cái màu, và màu rất là đặc trưng. Mà ba cái màu đặc trưng nhất của Google đó là gì? Ví dụ như là Google Photo, người ta sẽ sử dụng gì các bạn? Nhiều màu sắc hơn. Bởi vì sao? Các bạn thấy cái logo của bây giờ mà cô tìm, cô copy rồi cô đưa lên cho các bạn thì nó lâu lắm, thì cô nói ở đây thôi, rồi các bạn về các bạn tự các bạn xem sau nha.
cái Google Photo á, thì nó sẽ sử dụng nhiều cái màu sắc hơn, bởi vì là liên quan tới hình ảnh thì các bạn biết đặc trưng của hình ảnh là gì, rất là đa dạng à, và mỗi người thì sẽ mang một phong cách khác nhau, à, một cái điểm cá nhân khác nhau, đại khái là như vậy. Chính nó sử dụng nhiều mảng màu sắc hơn. Rồi cái Google Drive thì sao, nó chỉ sử dụng ba màu thôi. À, thì khi mà sử dụng ba màu thì các bạn sẽ thấy ba màu chủ đạo của nó là gì, xanh lá cây, xanh da trời và màu vàng. Tương tự như vậy, các bạn xem cái logo của calendar, calendar thì nó cũng sẽ sử dụng ba màu chủ đạo, đó là màu xanh lá cây, màu vàng và màu xanh da trời. Rồi một góc nó có thêm một tí xíu xíu màu đỏ đỏ vô nữa, một cái góc bị lật lên đó. Tại vì cái tờ lịch thì các bạn thấy là mình hay làm gì, có đứa nào ở nhà xài định lắp không, ngày ngày thú vui của em là em ra em xé tờ lịch đó, thì các bạn xé từ góc này xé lên đó, thì nó cũng có làm một cái màu đỏ để thể hiện cho cái việc là chúng ta lật lịch đó. Thiết kế rất là thông minh luôn đó các bạn ha, đúng không? Gặp mình thì mình việc quái gì mà tự dưng nghe mình làm cái góc đó, mình để hình vuông cho nó đẹp, rất là tinh tế trong cái thiết kế. Tại vì lịch thì thường là chúng ta sẽ trôi qua từng ngày, trôi qua và mình lật mình xé qua, cho nên là nó việc một cái góc á, cái góc phía dưới tay tay phải của các bạn này là nó vát, thay vì nó để hình vuông vậy thì nó vát hình tam giác một chút xíu, mà nó để một cái chất màu đỏ như nó đang lật lên vậy đó. À. Rồi một cái ví dụ nữa trong cái trường hợp này đó là à, hôm bữa cô nêu cho các bạn là đó Apple, đúng không? Apple cái sự bảo trợ thương hiệu này rất là mạnh. Thì các bạn thấy là vậy thì khi nào chúng ta nên sử dụng cái mô hình brand house, tức là cái mô hình mà thương hiệu bảo trợ mạnh, khi mà thương hiệu của chúng ta nó đủ lớn rồi, tức là cái thương hiệu của ta là cái thương hiệu cái master brand á, nó phải đủ lớn ha. Xin lỗi các bạn, cô nghe điện thoại một chút. Rồi, quay lại ha các bạn ha. Thì cô nói là gì? Khi mà thương hiệu của mình phát triển một cách đủ lớn, đủ uy tín và đủ niềm tin rồi ha. Đồng thời, cái danh mục sản phẩm của chúng ta đó, tức là khi mà chúng ta mở rộng cái danh mục hoặc là cái line sản phẩm của chúng ta đó, thì những cái line sản phẩm này á, thông thường á, nó cũng phải có cùng một cái tầm nhìn, nó cùng một cái định vị thương hiệu, cái thương hiệu chính á, thì chúng ta mới sử dụng được. Chứ nếu như mà thương hiệu của mình cũng lớn rồi ha, cũng là có cái đặc tính thương hiệu và mọi thứ là trong đầu óc khách hàng là rõ ràng rồi, nhưng mà các bạn thấy là mỗi like đi mỗi đường thì sao, thì nó lại không có match lại được với nhau, đúng không? Thương hiệu của các bạn là công nghệ, mà bây giờ các bạn đi bán mỹ phẩm tào lao, đúng không ạ? Đó, cho nên là các bạn thấy là gì, nó phải đi theo một cái tầm nhìn. Ví dụ như là các cái sản phẩm của Apple đó là hàng công nghệ thôi. Rồi ví dụ như là Google chẳng hạn. Đó, nó cũng trong một cái ngành và một cái tầm nhìn, một cái định vị thương hiệu, thậm chí một cái đặc tính nó giống như nhau á. Cho nên là chúng ta sẽ áp dụng được cái mô hình bảo trợ mạnh này, tức là cái brand house này, thì nó sẽ giúp cái doanh nghiệp làm như các bạn tổng hòa được cái sức mạnh của mọi sản phẩm và không bị phân tán nguồn lực, đồng thời là tiết kiệm được chi phí trong quảng bá cực kỳ luôn. Bởi vì sao, mình làm thương hiệu cho một thằng duy nhất, đó là cái thằng nào, làm thương hiệu cho cái thằng nào, làm thương hiệu cho cái thằng master brand, là cái thằng thương hiệu bự thù lù của mình nhé, cái Apple á, cái FitzAd á, à, rồi là cái Google á. Còn mấy cái thằng nhỏ nhỏ kia là chúng ta gọi là tạo những cái sự kiện thông báo có sự có mặt của nó thôi, chứ cũng không là không thèm làm gì nhiều cho nó hết trơn. Có đúng không ạ? À? Đó là cái ưu điểm rất lớn. Tuy nhiên nó cũng có một cái nhược điểm. Đó là gì? Bởi vì á, là lúc nào mình cũng đeo cái bộ mặt của cái master brand nó theo hết á. Thằng nào cũng đeo hết á. Và có một cái thằng nó nhảy hố thì có thể là gì, cái master brand nó cũng nhảy hố luôn. Các bạn hiểu ý cô mà, tức là cái nhược điểm của mô hình này, nếu như có một cái sub brand nào đó nó hoạt động không thành công thì sao, nó sẽ ảnh hưởng tới cái thương hiệu chính của doanh nghiệp của mình, có đúng không ạ? Và
Ví dụ như là một cái iPhone nào đó nó bị một cái sự cố gì đó mạnh, bự, thù lù, không giải quyết được về kỹ thuật, rồi nói chung là ảnh hưởng lớn lắm và không tháo gỡ được bằng các cái hoạt động marketing truyền thông của công ty. Và kết quả là gì? Các cái thằng khác bị ảnh hưởng hết trơn à. Mặc dù tôi không phải điện thoại ơi, tôi là máy tính mà, tôi là gì các bạn, Apple Watch mà, tôi là iPod mà, tôi là AirPod, là tôi là MacBook mà, tôi có liên quan gì đâu. Đó là cái chuyện của anh. Anh giải thích là anh không liên quan bởi vì nhà máy sản xuất là khác nhau, công nghệ là khác nhau. Trên điện thoại thì sử dụng công nghệ này, con chip này cho nên xảy ra sự cố như vậy. Còn trong máy tính và các thiết bị khác thì không hề bị gì. Nhưng mà đâu, người ta đâu có tin đâu các bạn. Người ta bị ảnh hưởng bởi cái master brand nó, cái sự sập hầm, cái sự sập hố đó, nó ảnh hưởng tới cái thương hiệu chính luôn. Đúng không ạ? Thì đó là làm những cái lưu ý khi mà chúng ta áp dụng cái sự bảo trợ của mạnh của cái thương hiệu hiệu mẹ này. Đó. Còn cái cấu trúc mà ngược lại với cái mô hình này á, thì cái mô hình vừa rồi cô nói với các bạn là mô hình gì các bạn? Mô hình gọi là mô hình cái cấu trúc thương hiệu hình ô các bạn á. Nhưng bạn nhớ trong sách không? Tức là Yamaha rồi đó. Rồi là Toyota đó, thì cái thằng Toyota là cũng là cái thằng master brand, rồi cái thằng ví dụ như là Antis, cái thằng Camry, rồi cái thằng Corona, rồi cái thằng Accord, cái thằng gì gì đằng sau đó là cái sub brand. Được không ạ? Ngược lại với cái thằng này á là cái mô hình cấu trúc thương hiệu người ta gọi là House of Brands. Hồi nãy là cái gì? Branded House. Còn cái này là gì? House of Brands. Dễ lộn lắm nha. Cho nên nó cô biểu đọc ở trong sách đó. Mặc dù là một số tài liệu nó tóm tắt lại cho các bạn thì chủ yếu là có hai mô hình, thực ra là ba mô hình chính thôi, nhưng mà hai cái mô hình này là hai mô hình thường hay sử dụng. Cái House of Brands này là nó trái ngược với cái brand house, gọi là cái gì các bạn, các sub brand là các cái thương hiệu quảng bá chính thay cho cái brand của doanh nghiệp. Thì các bạn thấy gì, mỗi thằng đặt một tên rồi đó, đúng chưa? Và cái hệ thống phân tầng thương hiệu trong công ty phức tạp vô cùng luôn, giống như hồi nãy cô lấy ví dụ cho các bạn là các cái tập đoàn mà đa quốc gia đó, đặc biệt là những cái mặt tiêu dùng á, nổi cái giám đốc thương hiệu của nó thôi là một đống luôn, bởi vì nó phức tạp, nó nhiều vô cùng. Thì thông thường là các bạn thấy là những mặt hàng tiêu dùng, tập đoàn tiêu dùng nó hay sử dụng cái này lắm. B&G nè, đúng không? Rồi là Unilever nè, nhiều lắm. Vậy thì khi nào chúng ta nên áp dụng cái mô hình này? Thì như các bạn, cô nói với các bạn đó, các cái doanh nghiệp mà nó có thể là có cái tầm nhìn và có cái đặc trưng mà nó ngược lại với là cái mô hình mà gọi là branded house hồi nãy. Tức là các cái doanh nghiệp này họ có nhiều những cái ngành hàng, thậm chí là nhiều nhóm sản phẩm mà nó phù hợp với từng nhóm khách hàng mục tiêu nó khác biệt nhau. Rồi cái phân khúc khách hàng nó cũng đa dạng hơn. Rồi là nhân khẩu học cũng đa dạng, người lớn, trẻ em, tuổi teen, rồi trẻ nhỏ, rồi là chưa biết đi, rồi già rụng răng, đồ gì là có đầy đủ hết. Đúng không? Thì các bạn thấy là cái mô hình mà House of Brands này á, nó phải đòi hỏi một cái ngân sách xây dựng và phát triển gọi là khổng lồ luôn. Còn cái loại hồi nãy thì các bạn thấy là mình chỉ làm marketing cho cái thương hiệu chính thôi. Và những cái thằng nhỏ kia là người ta biết tới thông qua cái thương hiệu chính này. Còn ở đây thì ngược lại, mỗi cái thằng nhỏ sinh ra mình phải đều làm marketing cho nó, mình phải xây dựng thương hiệu, mình phải cho nó vào trong tâm trí khách hàng. Chi phí khổng lồ luôn á, vô cùng tốn kém, cho nên là hầu hết những cái doanh nghiệp mà hoạt động mà đa quốc gia, tức là những cái thằng giàu bự á, nó có một cái nguồn lực, một cái năng lực về tài chính mạnh á, thì nó sẽ chơi chiêu này. Thì các bạn thấy đó, cái nào cũng có ưu và nhược điểm của nó thôi. Thì cái ưu của cái mô hình này đó là bởi vì là mỗi đứa đi một đường thì rõ ràng là chúng ta tiếp cận được và mở rộng nhiều cái phân khúc khách hàng hơn. Ví dụ như là nếu như chúng ta làm cái branded house á, thì là mình làm công nghệ thì những cái sản phẩm của mình nó chỉ xoay quanh công nghệ thôi.
Mình làm về ngành thời trang thì những sản phẩm của mình nó cũng xoay quanh ngành thời trang thôi, chứ không thể là một ngày nào đó mình lấn sân qua ngành công nghệ cho ô tô được, em đâu có tin tưởng đâu. Nhưng mà ngược lại cái hot trend này thì là nó lại có được cái ưu điểm là gì, muốn bán gì bán, là tại vì thằng nào thằng nấy riêng nhau hết trơn á, và một thằng chết á thì cũng không ảnh hưởng tới những thằng còn lại, bởi vì người ta không nhận ra được cái điều đó. Đó là cái ưu điểm của nó, bên cạnh cái nhược điểm đó là con của nhà giàu mới làm được cái điều này. Rồi các bạn thấy là có những doanh nghiệp là gì, người ta gọi là hybrid, người ta kết hợp mấy cái thằng này lại với hai cái thằng này lại với nhau. Thì các bạn sẽ thấy là ví dụ như Coca-Cola và Pepsi á, người ta sẽ sử dụng cái mô hình cấu trúc thương hiệu hybrid này, tức là người ta kết hợp nó lại với nhau để mà mình gọi là tận dụng được cái ưu ha, tận dụng được cái ưu và các cái nhược điểm. Thì đó là cái hình thức mà gọi là cái gì các bạn, cái chiến lược thương hiệu theo nhóm hoặc là chiến lược thương hiệu theo dãy của các bạn á. Thì đó là cái hai, là một cái ví dụ điển hình của cái hybrid này đó. Thì tức là các bạn thấy là mình sẽ dựa trên một cái gì đó chính, và mình thông thường là nó sẽ liên quan tới cái vòng đời phát triển sản phẩm luôn đó các bạn. Các bạn thấy là có bao giờ là khi mà tung ra một cái sản phẩm mà ở giai đoạn đầu tiên của vòng đời phát triển sản phẩm mà nó quất cho một đống luôn không? Nó quất cho một đống cái gọi là cái variant đó. Đâu có đâu. Khi mà sân siêu vừa ra đời nó chỉ có một loại sân siêu duy nhất thôi, và nó làm truyền thông cho cái sân siêu này và mọi người tin yêu vào cái sân siêu này, thì nó lại ra năm sáu bảy cái variant khác. Và những cái variant khác này thay vì tốn một cái cục truyền thông, một cái cục chi phí giống y chang như cái đầu tiên, thì lúc này nó còn cục nhỏ vậy thôi, bởi vì ai cũng biết tới cái cục lớn rồi, và bây giờ nó dựa hơi cục lớn này nó phát triển lên thôi. Thì các bạn thấy là chúng ta phải có cái sự kết hợp, đúng không ạ, kết hợp giữa cái việc mà quản lý cả cái thời điểm sinh ra của nó là khi nào nữa để nó hiệu quả, chứ không phải là đầu tiên sinh ra mình sinh ra một đống xong rồi mình nuôi không nổi, xong rồi không biết bỏ thằng nào. Như sinh ra một thằng nuôi cho thiệt là tốt, nhân bản nó ra thành những thằng tương tự nhau, để chi, để chiếm được gì các bạn, để gọi là tận dụng được ưu thế của cái thằng mình nuôi tốt rồi á. Ví dụ như là các bạn mở một cái quán gì đó, mở một cái quán gì đó, thay vì giờ các bạn ôm mộng, các bạn nói là không, cuộc đời em phải mở bốn cái cửa hàng, một cái cửa hàng là trang sức cao cấp, một cái cửa hàng là quần áo cao cấp, một cái cửa hàng là mỹ phẩm cao cấp, một cái cửa hàng là cái gì cao cấp nữa, thì cô không biết bốn cái được không. Và nếu như bây giờ các bạn ung vốn ra, các bạn quất một lần bốn cái cửa hàng, thì làm sao các bạn quản lý được? Thứ nhất là gì, em phải có mặt ở cửa hàng 24 đến 24 để mà em tư vấn cho khách hàng, tại vì là em tận tâm dữ lắm, mà người ta cũng tin tưởng vô chủ cửa hàng á cô, nên lúc nào em cũng phải có mặt ở đó, em phân thân làm bốn hay gì, đúng không. Chưa kể là gì, tiền em đầu tư vào là thiết kế cửa hàng, tiền em đầu tư vào nguồn hàng, rồi là làm marketing, làm sao mà các bạn làm tốt được bằng cách là các bạn làm một cái, đúng không, các bạn mở một cái gì đó ra, các bạn làm cho thiệt tốt, một năm sau ai cũng biết, ai cũng tin tưởng các bạn hết rồi, và các bạn thậm chí là ra một lần ba cái luôn mà các bạn không cần phải làm gì nhiều hết đó. Người ta đã tin vào các bạn rồi, mà thấy chỗ này họ là bán đồ đẹp lắm nè, bắt đầu mở cửa hàng giỏ sách, mở cửa hàng trang sức đồ, rồi làm gì có cái độ tin tưởng, người ta mua vô mua có đỡ tốn công của các bạn không đó. Thì các bạn thấy là gì, cái sự phát triển của vòng đời sản phẩm đó, tới cái lúc mà gọi là cái giai đoạn bão hòa đó, thì người ta bắt đầu tung ra nhiều cái biến thể, nhiều cái variant hơn, thậm chí nhiều cái SKU hơn luôn trong cái giai đoạn đó, bởi vì trong giai đoạn đó mình không phải làm truyền thông nhiều nữa, ai cũng biết hết rồi. Và cái giai đoạn đó gọi là gì các bạn, giai đoạn gặt hái từ thương hiệu, tức là cái giai đoạn bão hòa đó, mình làm thương hiệu rồi, tới lúc đó rồi gặt hái từ thương hiệu, thì làm thế nào để gặt hái được nhiều, phải phải lấy được cái share wallet của khách hàng, và lấy được cái share wallet của khách hàng thì mình phải gì các bạn, tạo ra nhiều cái biến thể hơn, tạo ra nhiều cái SKU hơn, để mà chúng ta đi được đúng vào trong những cái nhu cầu cụ thể gần gũi của từng nhóm khách hàng nhỏ một, để mình moi tiền trong túi họ ra, có đúng không ạ. Và các bạn học ở trong marketing này sao,
vào cái giai đoạn bão hòa, và bão hòa xong thì nó suy thoái. Thì giai đoạn bão hòa nó các bạn có đầu tư về về truyền thông hoặc là những cái chi phí thiết lập mối quan hệ khác nữa không? Làm gì có, chỗ đó là gì các bạn? Phải cắt giảm chi phí rồi thì mình không thể làm truyền thông được nữa. Nhưng cái sức mạnh của cái thương hiệu, gọi là cái gặt hái từ thương hiệu mình đã xây dựng cho cái thương hiệu đầu tiên tới đó rồi đó, thì mình không cần làm nhiều cho những cái variant nữa, mà mình gọi là nó ăn theo thôi, nó ăn theo thôi vẫn rất là hiệu quả. Đó là những cái chiến lược mà chúng ta cần phải lưu ý khi mà chúng ta thực hiện những cái hoạt động về quản trị danh mục sản phẩm và quản trị danh mục thương hiệu. Có một cái chút xíu nữa, cô xem nó nằm ở đâu nhỉ, để các bạn phân biệt được rõ rõ một chút xíu. Chứ thật ra là mấy cái này thì nhóm hôm bữa các bạn đã trình bày cũng rất là kỹ rồi ha. Thì như cô nói nãy, thật ra là mình có hai nhóm chính, một cái là sử dụng sự bảo trợ thương hiệu rất là mạnh từ mẹ, và một cái là không có sự bảo trợ, và một cái nữa là mình kết hợp nó lại với nhau. Thì các tập đoàn hàng tiêu dùng nó cũng hay sử dụng, nó phân tầng, xong rồi tới cái tầng nhỏ, tới cái hồi nãy các bạn, tới cái gọi là cái product line hoặc là chí ít là tới cái gì các bạn, chí ít là các bạn tới cái individual brand á, thì chúng ta mới bắt đầu sử dụng cái sự bảo trợ này. Tức là nếu như mà chúng ta sử dụng cái brand of how á, thì là các bạn thấy nè, chúng ta không sử dụng sự bảo trợ ngay từ đầu ha, mà chúng ta bắt đầu phát triển tới cái individual brand, thì chúng ta mới bắt đầu sử dụng cái individual brand này, nó trở thành cái gì các bạn, nó trở thành cái master brand nhỏ ở trong cái ngành hàng đó. Ví dụ như cái đô nó trở thành cái master brand trong ngành hàng đô, đúng không ạ? Và nó bảo trợ cho các cái sản phẩm về sau. Đó là cái sự kết hợp. Còn cái mối liên hệ mà giữa cái gọi là cái tóc với cái làm sạch da, với lại là chăm sóc cơ thể này, đúng không? Ví dụ như làm sạch da thì có dùng cho mặt nè, rồi dùng cho sữa tắm rồi đó, tức là cái product line á, thì lúc này á, nó lại tạo ra thành một cái mối liên hệ khác nữa. Và cái đó chính là cái điều mà cô muốn nói cho các bạn đây. Đó chính là cái chiến lược nhóm và cái chiến lược dãy đó các bạn. Đây nè. Đây nè. Cái chiến lược theo nhóm á, thì là mình sẽ dùng, gọi là thật ra mình đặt cùng một cái tên này, là cái cách đặt thôi. Nhưng mà ở đây á, với cái sự giải thích của cô nãy giờ, thì các bạn có thể hiểu là mình sử dụng cái sự bảo trợ của cái thương hiệu á, của một cái thương hiệu mẹ cho một nhóm các sản phẩm có cùng một thuộc tính hoặc là chức năng. Và khi mà chúng ta thực hiện quảng bá đó, thì chúng ta sẽ thực hiện gọi là quảng bá cùng một cái đặc tính, một cái cam kết nào đó. Và những cái biến thể này nè, nó có thể sẽ thay đổi tùy theo cái phân khúc hoặc là cái nhân khẩu học. Tuy nhiên là nó vẫn giữ được cái thuộc tính chính của nó, thuộc tính chức năng á. Cô lấy ví dụ nè, cái thương hiệu Dialux, cái gọi là cái master brand á, cái bread brand á của Dialux này là gì, là Vinamilk, đúng không các bạn? Còn cái individual brand ở trong trường hợp này chính là cái Dialux. Và bắt đầu từ cái Dialux này phát triển các cái dòng sản phẩm, các cái product line á, thì cái Dialux này các bạn có thể hình dung nó là cái gì? Nó là cái bread brand của cái nhóm sản phẩm này. Cái thằng nào nó cũng gắn chữ Dialux lên nè, các bạn thấy không? Dialux Mama, Dialux Alpha, Dialux Row, rồi là gì đó, Alpha IQ, rồi cái gì đó của mình, nó gắn Dialux lên trên này nè. Nhưng mà các bạn thấy là gì? Mỗi cái sản phẩm như vậy nó cho từng cái nhóm khách hàng khác nhau. Dialux Mama cho ai? Bà mẹ có bầu và sau sinh. Rồi là Dialux Alpha thì có gì các bạn? Có những cái gọi là những cái product line hai khác nữa. Ví dụ Dialux Alpha từ 0 tới 1 tuổi đó,
hoặc là từ 0 tới 6 tháng, rồi 6 tháng tới 1 tuổi, rồi đi ELAC Alpha 1, 2, 3 là dành cho 1, 2, 3 tuổi. À, còn cái dòng ví dụ như là Optimum à, là một cái brand khác, thì cái gọi là cái product line khác ha. Thì các bạn thấy là cái Optimum này á, thì nó sẽ có những cái product line và những cái gọi là cái dòng sản phẩm của cái Optimum Gold này, có thể là từ 1 tới 2 tuổi, 2 tới 3 tuổi, hoặc là từ 3 tới 6 tuổi gì đó, nó theo cái độ tuổi của khách hàng, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn thấy là nó cùng được nhóm lại một cục với nhau nè, với cùng một cái chức năng, đó là gì? Thực phẩm chức năng và là ngành sữa bột, là sữa dinh dưỡng á, đúng không? Sữa dinh dưỡng chứ cũng chưa chắc là sữa bột, tại vì nó còn có cái biến thể, có cái SKU làm nước nữa. Ví dụ như là cái Dielac này, nhưng mà cũng có Dielac dưới dạng hộp cho em bé nó uống khỏi cần phải pha nữa. Đó, thì đó là trường hợp là nhóm. À, các bạn ha. Ví dụ như nhóm sản phẩm đồ thì có nhiều cái line khác nhau này, cái biến thể khác nhau này ha. Ưu và nhược điểm đọc ở trong giáo trình dùng cho cô với. À, ví dụ như là sô cô la Kit Kat này, các bạn thấy không? Cũng nhóm lại thành một nhóm á. Dãy ở đâu rồi? Đây, dãy thì nó khác nhóm làm sao? Các cái dãy sản phẩm được tạo lập trên cơ sở thành công của sản phẩm gốc và tạo ra những cái biến thể có liên quan và bổ sung cho nhau. À, ví dụ như là các bạn thấy là tạo ra nhiều cái mùi vị khác nhau chẳng hạn. À, hoặc là có nhiều công ty á, thì là người ta sẽ tạo ra nhiều cái gọi là cái sản phẩm mà dùng để hỗ trợ với nhau á các bạn. À, ví dụ như là dòng sản phẩm skincare chẳng hạn, chăm sóc da chẳng hạn, thì có sữa rửa mặt nè, xong đi kèm với cái bộ sữa rửa mặt hương hoa đào, đó là có kem giữ ẩm nè, xong rồi có kem chống nắng nè chẳng hạn. À, thì là người ta cũng phát triển theo dãy như vậy, và người ta sẽ gọi là người ta sẽ tận dụng cái gì các bạn, tận dụng cái sự thành công của một cái sản phẩm gốc, sau đó rồi người ta bắt đầu mới đưa ra những cái biến thể có liên quan bổ sung cho nhau. Nó cũng giống như hồi nãy cô nói với các bạn là chúng ta lúc đầu tạo ra một cái sản phẩm thôi, khi mà chúng ta mới phát triển sản phẩm thì chúng ta tạo ra một cái, rồi chúng ta tập trung làm marketing cho nó, rồi khi nào mà nó đẹp nó tốt rồi đó thì chúng ta mới tạo ra những cái khác để dựa hơi nó. Thì đây thật ra là cái thời điểm mà chúng ta tung ra những cái biến thể thôi, để mà chúng ta có thể tiết kiệm được cái chi phí marketing cho chúng ta. À, nhưng mà vẫn mang lại một cái hiệu quả rất là tích cực khi mà chúng ta đánh vào trong tâm trí khách hàng, đúng không ạ? Đó, thì thật ra là chỉ có nhiêu đó thôi. À, còn một cái vấn đề nữa ha, đó là dạo này người ta hay gọi là các công ty người ta cũng sử dụng cái sự bảo trợ xa. Cái sự bảo trợ xa đó chính là cái chiến lược thương hiệu nguồn, thương hiệu chuẩn á. Tại vì là các bạn thấy là mặc dù người ta không đưa trực tiếp vào trong một cái quảng cáo ha, nhưng mà người ta có một cái sự chứng thực trên cái bao bì của sản phẩm. Ví dụ như là các bạn thấy chai Aquafina, ở trên đó ngoài cái logo, cái tên Aquafina riêng rồi, thì nó còn có cái logo là gì các bạn? Của Pepsi, của tập đoàn Pepsi ở trên đó, nó một cái chứng thực của công ty mẹ vào. Vậy thì khi nào chúng ta sử dụng cái chứng thực, tức là cái bảo trợ xa lắc xa lơ này, tức là nhiều người họ không để ý tới cái điều đó, một cái vị trí là nó phía sau chứ không phải nằm phía trước, tức là khi mà các bạn xoay cái mặt sau của cái nhãn lại là sản phẩm, một sản phẩm của PepsiCo, và để cái logo của Pepsi đó, của tập đoàn Pepsi, cái logo tập đoàn Pepsi xanh đỏ trắng á ha. Thì khi nào chúng ta sử dụng? Khi mà cái brand nó, cái master brand của ta, cái thương hiệu tập đoàn của mình nó mạnh ha, nó mạnh và nó có một cái sức hỗ trợ cho các cái sản phẩm của chúng ta, bất kể là sản phẩm ở trong lĩnh vực nào, và nó không làm gọi là mâu thuẫn ha, mâu thuẫn về cái đặc tính thương hiệu hoặc là cái định hướng, cái hình ảnh của công ty á. Nếu như nó không có sự mâu thuẫn thì chúng ta có thể hoàn toàn làm được cái điều đó, và cái điều đó nó sẽ làm tăng cái lòng tin của khách hàng lên nữa, được không ạ? Đó, thì
Đó là những vấn đề mà cô nhắc lại cho các bạn và lưu ý cho các bạn trong cái chương gọi là chiến lược phát triển thương hiệu. Thì ở đây nhắc lại với các bạn là gì? Phải hiểu cái việc quản lý danh mục thương hiệu nó phải đi song song với cái vấn đề là gì các bạn? Phát triển danh mục sản phẩm. Cả hai cái này nó đều phải có một cái sự đầu tư, một cái sự quan tâm, một cái tầm nhìn thích đáng nào đó để mà chúng ta xác định được cái định hướng, cái sự liên kết và có một cái sự quản lý hiệu quả trong cái việc làm thế nào để mà khai thác được các cái giá trị về mặt kinh tế, tức là cái share wallet của khách hàng, và không bị rơi vào cái trường hợp là tự tuyệt tiêu doanh thu của mình, đúng không ạ? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là gì? Cũng phải xếp đặt nó lại, cũng phải có một cái nhìn từ bao quát cho tới cụ thể để làm chi ạ? Để có một cái sự sợi dây liên kết trong cái việc sử dụng cái gọi là cái sự bảo trợ thương hiệu ở một cái mức độ như thế nào cho nó phù hợp, tận dụng được những cái ưu thế. Và điều thứ ba nữa là tới cái lúc mà mình không cần sự bảo trợ đó thì đừng có ráng, đúng không? Ví dụ như là lên xuất chẳng hạn, tới cái lúc mà mình phải bứt phá ra khỏi cái thương hiệu mẹ và xây dựng một hình ảnh riêng biệt thì đừng có ráng mở bu vô cái thương hiệu mẹ đó, phải bứt ra hoàn toàn, đúng không? Đó là cái điểm cứu mà các bạn đã đọc rồi và cũng đã làm rồi trong hôm trước rồi, và cô nhắc lại ở đây thôi. Về nội dung của chương này, cô nghĩ là hai nhóm trình bày và cô nhắc lại cho các bạn như vậy là tương đối tổng quát và đầy đủ rồi. Các bạn có câu hỏi gì về chương này nữa không hả? Tương tự như vậy, Toyota thì phát triển lên trên thì mình phải bước ra, nhưng mà có những tập đoàn sao bây giờ thôi mình lẹt đẹt mình phát triển xuống dưới đi kiếm ăn cũng được, nhưng mà thương hiệu mình đang là thương hiệu cao cấp thì rõ ràng cũng đừng có để cái mác thương hiệu cao cấp của mình nó bị kéo xuống bởi một cái thương hiệu rẻ tiền. Cho nó là các bạn thấy hiện nay người ta hay có cái sự kết hợp thương hiệu á, ví dụ như là Versace kết hợp với lại H&M là một cái thương hiệu rẻ tiền, đúng không? Nhưng mà kết hợp lại với nhau và cùng tạo ra một cái thương hiệu tầm trung, tức là nó không cao cấp như Versace và nó cũng không thấp như H&M, mà nó ở lưng lửng và người ta vẫn chấp nhận sử dụng cái thương hiệu này và không ảnh hưởng gì tới cái thương hiệu Versace đó. Hoặc là sự kết hợp của những cái thương hiệu đầu đàn lại với nhau thì thôi khỏi nói rồi, nâng giá lên trời luôn, đúng không? Và sự những cái sự kết hợp đó cũng cho ta thấy một lần nữa giá trị thương hiệu nó sẽ mang lại rất 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 là nhiều tiền. Và làm thế nào để chúng ta xây dựng được cái giá trị thương hiệu đó mới là vấn đề ha. Đó là những cái thứ mà chúng ta vừa mới học, vừa mới trao đổi những cái điều căn bản này. Còn việc chúng ta xây dựng lên được tới đó thì nó phải là một quá trình, nó có rất là nhiều thứ trong đó. Chiến lược, tầm nhìn, đầu tư và mọi thứ. Đúng không ạ? Rồi, có thắc mắc gì không? Nếu như không có thắc mắc gì về nội dung này thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao một tí nha. Sau khi nghỉ giải lao vào thì nhóm tiếp theo các bạn sẽ trình bày về cái phần các bạn chuẩn bị chủ đề số 5. Trong khi nghỉ giải lao, các bạn có cần đặt câu hỏi gì thì cứ đặt câu hỏi vô tin nhắn trò chuyện ha, và quay lại thì cô sẽ trả lời hoặc là thảo luận với các bạn nha. Ta nghỉ giải lao 20 phút đây ha.